Quý vị thấy là quý vị đây có ai mất ngủ không? Đó, quá trời người đưa tay lên là biết đêm rất dài đúng không? Cái này là quý vị hiểu. Mà quý vị không phải tương tư, mà chắc là cũng phải có một cái gì, những cái gì bệnh, cái cơ thể mình nó làm cho mình khổ, thì mới hiểu là đêm rất dài đối với kẻ mất ngủ. Mà quý vị biết cuộc đời này có những người nào mất ngủ không? Già mất ngủ, rồi ai mất ngủ nữa? Lo lắng cũng mất ngủ, rồi ai nữa? Giận hờn mất ngủ. Giống hồi nãy ông vua là tương tư, nhớ người thương, thất tình cũng mất ngủ. Rồi có người nào mất ngủ nữa không? Nhiều quá, đau nhất. Đau nhất. Ăn trộm. Quý vị biết ăn trộm có mất ngủ không? Có. Phải thức đêm canh để đi kiếm canh để đi ăn trộm. Nên ăn trộm cũng mất ngủ. Cho nên mình biết là mình có những cái mất ngủ nào, mình biết mình nằm trong này. Phật nói đêm rất dài đối với kẻ thức, kẻ mất ngủ, đường rất dài với kẻ. Mình đi đường xa, nếu mình cảm thấy mỏi mệt là đường nó rất là dài. Nhưng mà mình thấy cái dài kẻ nó, mình cứ đi. Quý vị biết là bản thân trong khi ban đầu khi mà đi lên xuống đó, lúc đầu cứ xuống đây thì mong cho nó tới cho rồi, mà đi lên trên kia thì cũng mong cho nó tới cho rồi. Nhưng mà mấy tuần sau thôi, nghĩ lại liền nó tội gì mình làm gì cho mình chứ. Cứ lái tỉnh bình thường, cứ nghe Pháp, cứ niệm Phật, cứ nghe Pháp, cứ đi khi nào nó tới thì tới. Cái từ đó nó không thấy mệt. Đường quá dài. Đó, cho nên đường rất dài để cho kẻ mệt. Cho nên đi đâu làm gì mà quý vị thấy mệt, mình thấy mỏi mệt quá, xa quá này kia, là quý vị sẽ thấy mệt. Cho nên đường lúc đó sẽ rất dài. Mà quý vị tỉnh, quý vị vẫn tự tại, khi nào tới nó tới, khi nào nó đến thì quý vị sẽ không mệt. Hoặc là có những cái chuyện gì quý vị nói ngày mai sẽ đi mổ xẻ hay làm gì đó, quý vị lo tối đó quý vị sẽ thức, thấy cái đêm nó rất dài và thấy rất mệt nữa. Nhưng mà quý vị nói ngày mai nó tới, nó sẽ tới, đừng để ý tới, thì tự nhiên mình tự tại. Cho nên tại sao chư Phật, chư Tổ cũng hay dạy mình là phải sống ở hiện tại. Cái chuyện gì nó tới, hoặc ngày mai người ta tới đòi nợ, ngày mai họ tới đòi tính sao, đằng nào người ta cũng sẽ tới. Thôi tới rồi tính, chứ bây giờ mà mình ngồi đó mình lo là mình chết. Mình là người bệnh trước, khổ trước. Cho nên cái câu thứ đặc biệt là hai câu cuối: đường luân hồi dài đối với kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Là quý vị thấy đó, những người họ không học chánh pháp, họ không tu tập đó, là cái luân hồi nó sẽ cứ mãi vậy, nó cứ xoay mãi. Cho nên mà luân hồi xoay vần rất là khổ. Cho nên mình hiểu chánh pháp rồi, quý vị thấy là có một cái vườn dược liệu rất là hay để nuôi dưỡng cái tâm của mình. Mình cảm thấy an lạc, mình có con đường đi rồi, giống như mình đang có một con đường lành để mình đi vậy. Mà quý vị biết là luân hồi này, cái gì nó dẫn mình đi luân hồi quý vị? Tham sân si. Tham sân si. Nhưng mà nói cái từ chung là cái từ gì? Nghiệp. Nghiệp. Quảng Thanh giỏi chưa? Tham sân si cũng đúng, nhưng cái nghiệp thì đương nhiên mình chỉ là rõ hơn. Tại vì con người mất rồi, bỏ cái thân này rồi, cái nghiệp nó dẫn mình đi luân hồi. Mà cái nghiệp là do đâu? Do từ tham sân si, do vô minh mới tạo ra nghiệp. Nghiệp là cái hành động lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen, và cái thói quen đó là nghiệp. Mà thưa quý vị, nghiệp theo duy thức học là có ba loại. Thứ nhất là dị thời nhi thục. Cái từ này quý vị nhớ nổi chắc. Quý vị chỉ hiểu, quý vị không cần hiểu dị thời, thục là chính. Dị thời là gì? Khác thời nó mới chính, chứ không phải làm mà mình chính liền. Ví dụ quý vị gieo cái nhân, nó không phải gieo là nó chính liền, mà nó phải qua thời gian nó mới chính. Ví dụ quý vị đi học cũng vậy, đi học thì vào lớp 1 thì phải qua thời gian mới được bao nhiêu, mới được xong được lớp 1, chứ không phải vô cái nói xong lớp 1 liền. Thì quý vị, cái quả là cái nhân quý vị tạo phải trải qua một thời gian nó mới chín, thì mới trổ quả. Nhiều vị nói tôi làm ác mà đâu có thấy gì đâu, thì tại vì nó chưa có chín, cho nên mới gọi là dị thời nhi thục, tức là thời gian khác nó sẽ chín. Cái thứ hai gọi là nghiệp thứ hai, đó là biến dị nhi thục. Nghĩa là sao quý vị? Là có một cái sự thay đổi rồi nó mới dẫn đến chín. Quý vị ví dụ như cái lúa không? Đầu tiên họ gieo mầm mà lên gì quý vị? Lên mạ. Là từ cái mạ đó đi xuống, đi gieo mạ đó mới thành lúa. Thì trải qua cái sự biến đổi mới thành lúa để mình ăn. Thì một con người, ví dụ quý vị đi học về, muốn trở thành tiến sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, thì quý vị cũng phải trải qua từ cấp 1 và lên 2, rồi lên đại học, rồi lên, có một cái sự biến đổi mới trở thành một người tiến sĩ, một người kỹ sư.
thì cũng vậy đó quý vị, là cái quả này nó sẽ thay đổi, nó qua từng giai đoạn nó có cái sự thay đổi, cho nó gọi là biến dị nhi thục, nó có cái sự biến đổi nó mới chín thành quả. Và cái thứ ba gọi là dị loại nhi thục, nghĩa là sao, nó khác loại nó mới chín. Lần sau quý vị, ban đầu mình là con người, mình tạo ác, qua do tạo quá ác cho nên bị thành quỷ, cái quả là quỷ, gọi là dị loại nhi thục, là khác cái loại. Từ một con người mình bị đọa thành quỷ thì cái đó gọi là dị loại nhi thục, là nó biến khác nhau. Thì quý vị biết là mỗi con người chúng ta là cái nghiệp này nó dẫn dắt. Quý vị đừng cứ nghĩ cái thân này dẫn, không phải, mà tất cả là do nghiệp. Mà nghiệp là gì? Có mấy nghiệp quý vị? Tạo ra có gì? Thân, khẩu và ý. Thân mình giết, tay mình giết người, mình tạo cái thân, tay mình làm những điều xấu, chặt chém cá này kia, thứ nhất là quý vị giết sinh vật, đó là tạo thân. Còn cái khẩu mình nói lời ác là tạo khẩu nghiệp, mà cái ý mình khởi thôi nghe quý vị là tạo ý nghiệp. Cho nên quý vị biết là vua trời Đế Thích hỏi Đức Phật, quý vị nào trả lời được, hỏi là ai là kẻ thù, ai là kẻ trộm nguy hiểm nhất, quý vị nào biết không? Cái gì là kẻ trộm nguy hiểm nhất? Ai là kẻ trộm nguy hiểm nhất? Ý mà ý gì? Ý xấu. Ý xấu, cho ông chàng có tay luôn, giỏi không ạ? Đức Phật nói những cái tư tưởng xấu, những cái ý xấu là kẻ trộm nguy hiểm nhất. Kẻ trộm là sao quý vị? Nó sẽ ăn cắp cái vật quý báu, tiền của mình. Thì những cái ý xấu nó sẽ trộm cắp những cái phước đức, phước báu của mình. Cho nên quý vị, trong đầu mình khởi những tư tưởng xấu là quý vị phải chặn, ngăn chặn nó lại. Quý vị nói, tôi nghĩ tôi đâu có làm đâu, tôi đâu có nói đâu. Nhưng mà đó là những kẻ trộm nguy hiểm. Quý vị cứ tưởng là cái ý không có, tôi nghĩ tôi không có làm, nhưng mà từ cái nghĩ đó nó sẽ dẫn tới hành động. Cho nên những ý tưởng rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị phải chặn từ ban đầu, chặn nguy hiểm. Cho nên quý vị, nhưng là cuộc đời này quý vị muốn hết khổ cũng vậy. Quý vị tưởng tượng là chuyện cười mà quý vị nghe hoài thấy nó cũng nhàm đúng không? Một cái chuyện đó cười, ban đầu mình cười thiệt, nhưng mà quý vị nghe hoài thấy chán không? Cũng chán, tự nhiên mình cũng hết cười. Thì cái đau khổ, cái những cái ý xấu, những cái đau khổ trong cuộc đời cũng vậy. Quý vị biết là mình giữ mãi, mình lặp lui lặp lại hoài thì nó sao? Quý vị không biết chán hả? Nhiều khi mình không chán, mình có ôm hoài. Cho nên mình muốn, mình nghĩ như vậy là mình sẽ bỏ được những cái đau khổ, những cái xấu. Quý vị lặp lui lặp lại những cái xấu thì như vậy nó cũng có tốt. Thì như vậy cái ý là chúng ta là mình làm gì? Mình phải chặn cái ý xấu ban đầu. Cái thứ hai mà trời Đế Thích hỏi Đức Phật là cái gì là kho báu quý giá nhất? Là cái gì quý vị? Tâm từ bi là kho báu quý giá nhất. Rồi cái gì nữa? Có gì nữa không? Trí tuệ là kho báu quý giá nhất. Thì những cái này cũng đều đúng hết. Thì Đức Phật mới nói là đức hạnh của một con người là kho báu quý giá nhất. Mà cái đức hạnh đó từ đâu mà có? Thì cũng nhờ có cái tâm từ, cũng nhờ cái từ bi, cũng nhờ có cái trí tuệ. Quý vị có trí tuệ, quý vị mới sống đức hạnh. Còn mình không có trí tuệ, mình sẽ sống bất từ bi, mình sẽ không vô rất là ác độc. Thì cho nên đó, những cái tư tưởng xấu, quý vị biết là chặn đứng những cái tư tưởng xấu ban đầu để không cho kẻ trộm nó vô nhà. Quý vị đương nhiên ở nhà mình đỡ, quý vị có sợ kẻ trộm vô rất là sợ. Cho nên luôn luôn phải đóng cửa cẩn thận, tối ngủ phải gài cửa cẩn thận. Thì cái tâm mình mà mình quên để ý, mình cứ lo mất của ngoài không, mà cái của trong tâm mình không lo, mình không sợ. Cho nên là mình vẫn luôn giữ những ý niệm xấu thì nó là kẻ trộm nguy hiểm, nó sẽ cướp hết đức hạnh phước đức của mình. Quý vị có đức hạnh mới có phước đức, thì nó sẽ cướp những cái phước báu đó của mình. Tại vì quý vị muốn làm được như vậy thì mình phải thường xuyên tu niệm, nghe chánh pháp, suy tư thực hành, đọc kinh Phật, suy nghiệm thực hành, thì quý vị mới cắt đứt những cái tư tưởng xấu, mới trở thành một con người tốt. Còn quý vị thấy mình tu mà cái chứng nào tật nấy thì cái đó nó chưa hoàn thiện và chưa tạo dựng cho mình một cái kho báu để mình sử dụng. Cho nên cái câu pháp cú này rất là hay, là Đức Phật nói luân hồi dài đối với kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Thì cho nên quý vị biết là
Con mai mốt chắc chúng ta sẽ học tới cái đoạn đó. Có nghĩa là dù cái người đó sống 100 năm mà không bằng con người đó sống 1 ngày mà biết chân diệu pháp. Con người sống 100 năm mà không biết diệu pháp thì không bằng người đó sống 1 ngày. Cho nên mình có phước báo là mình tin hiểu chánh pháp. Có nhiều vị quý vị thấy kêu hoài đâu có chịu đâu. Kêu đi tu không đi, kêu quy y Phật, quy y Tam Bảo không chịu. Thì cái đó là gì? Họ thiếu phước đó. Cho nên mình có phước báo cho nên mình mới tin Phật, tin Tam Bảo để có đường đi để mình tu tập là cái phước của mình. Mà một cái phước đó là mình cố gắng duy trì nữa. Để gì? Để mình chặt đứt cái đường luân hồi khổ đau. Cho nên quý vị cái ý pháp cú này rất là hay. Khi nào mà quý vị thấy là mình mê mờ thì mình nghĩ tới chánh pháp của Phật để mình diệt trừ những cái tư tưởng quý vị khổ đau đó là luân hồi đó quý vị. Chứ không phải là chờ chết để đọa kiếp khác mới là luân hồi. Mà ngay trong hiện tại này, quý vị cứ khổ với những cái nỗi khổ niềm đau hoài. Khổ chồng, khổ con, khổ vợ, khổ cháu, khổ anh, bạn bè. Quý vị cứ ôm cái khổ đó hoài là mình cứ luân hồi. Đó là luân hồi, chứ không phải chờ chết. Trong cuộc sống này quý vị biết tình cảm rồi cũng vậy. Đời sống tình cảm nó nhiều cái mình cũng khổ lắm. Nhưng mà quý vị biết là cái cát mà quý vị nắm càng chặt thì sao? Nắm cát mà quý vị bỏ bằng tay á, nắm càng chặt thì sao quý vị? Thì cát nó còn ra nhiều hơn quý vị nắm nhẹ 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 nhẹ. Thì cát nó ra chút thôi là còn giữ cho mình. Còn quý vị nắm chặt quá thì cát nó ra nhiều hơn. Cho nên tình cảm đời sống mọi thứ không phải quý vị cứ nhẹ nhàng. Quý vị nó đừng có phải quá quách thì chúng ta sẽ giữ được những cái đời sống tốt đẹp trong gia đình cũng như trong cuộc sống với bạn bè, vợ chồng, anh em, mọi thứ cũng vậy. Quý vị đừng có mình thắt chặt nó quá. Nó là cái tình cảm đời sống thì quá thắt thì quý vị sẽ dễ mất, dễ trắng tay. Là bóp nặng mạnh quá thì cát nó sẽ ra hết. Mình cứ từ từ, từ tốn nhẹ nhàng mọi thứ, mình cứ buông nhẹ thì tự nhiên nó sẽ còn mãi là của mình. Cho nên quý vị biết là cái mọi thứ trong cuộc đời này đều do mình hết. Cái bài pháp hôm nay rất là ý nghĩa để mình ứng dụng tu tập. Mình đừng để mình luân hồi trong từng ý niệm. Cứ ôm cái khổ hoài ôi từng ý niệm, cho nên mình phải chặt đứt ý niệm xấu đó để mình sống với cái con đường giác ngộ. Thưa quý vị, đây là một cái duyên lành rất là lớn. Thì Nhóm Hiếu đã qua Mỹ hành đạo cũng mười mấy năm, nhưng mà 6 năm mới được trở lại đây. Trở lại về vào Việt Nam thì được có duyên, được sự trợ duyên cho phép trên Thượng tọa trụ trì cũng như quý thầy trong ban tổ chức có duyên về đây để cùng chia sẻ kết duyên với toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay. Thì nhìn vậy là cứ 5 phút vỗ tay một cái, 5 phút vỗ tay một cái quý vị. Vậy chuẩn bị tay lát trưa là ai cũng hồng hết. Thưa quý vị, nhìn khuôn mặt tất cả quý vị ai cũng tươi đẹp hết. Chư Phật cũng nói rồi, hữu tâm vô tướng thì tướng tự tâm sanh. Tức là nếu mình có tâm tốt thì cái tướng nó sanh ra. Mà nhìn ở đây quý vị nào cũng tướng hảo hết. Thì cho nên là chứng tỏ được sự hướng dẫn trên Thượng tọa trụ trì cũng như tăng chúng ở đây. Cho nên quý vị ai cũng tươi đẹp hết. Cho nên mình tự khen mình cái nữa đi. Thì hôm nay chia sẻ với quý vị cái đề tài. Tại vì quý vị biết là có cái câu nói rất là ý nghĩa: buồn nào rồi cũng qua đi. Quý vị từng nghe câu này chưa? Buồn nào rồi cũng qua đi, mà chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào. Đúng không? Buồn nào rồi cũng đi qua hết, nhưng mà chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào hết. Quý vị buồn đủ thứ chuyện trên đời rồi cũng qua hết, vô thường rồi cũng qua hết, nhưng mà chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Cho nên là muốn chia sẻ với quý vị cái đề tài ngày hôm nay, đó là mình điều tiết sự ngủ nghỉ. Vậy là giờ quý vị biết rồi, cứ im lặng là vỗ tay phải không? Mình điều tiết sự ngủ nghỉ. Một lát nữa nếu mà nhìn xuống mà thấy quý vị nào ngồi mà gục gục khen nói hay là biết rồi đó. Nhưng mà thấy quý vị nào mắt cũng mở to hết là biết là hay, là mình nói dở. Mà nói dễ cái quý vị nhắm mắt hết là chắc chết. Thưa quý vị, cái vấn đề ngủ nghỉ rất rất là cần thiết trong cuộc sống này. Tại vì nó là món ăn tinh thần. Nếu không có ngủ là chúng ta không được. Khoa học cũng đã nói rồi quý vị. Con người khi mình đứng thì cái lượng máu nó qua tim có 3 lít thôi. Nhưng mà khi mình nằm
lượng máu đến tim 5 lít lận. Cho nên mình nằm nó tốt cho tim. Nhưng mà nói vậy quý vị về nghe sư nói vậy, cho nên về nằm riết là kiểu này là là không ai làm ăn, kiểu này là coi chừng bị chồng bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Cho nên là cái này là cho mình thấy rằng con người khi mình ngủ nó có lợi cho tim của mình. Cho nên quý vị cần phải ngủ, nhưng mà ngủ đúng giờ, ngủ như thế nào. Ông bà mình nói rồi, ăn được ngủ được là tiên, mà không ăn không ngủ thì gì? Mất tiền thêm lo. Cho nên mình ăn được ngủ được là tiên. Nhưng mà trừ những cái giờ nào chúng ta cần phải thức. Tại vì nếu chúng ta cứ nói cái ăn được ngủ được là tiên, cho nên cứ đua nhau ngủ, thì như vậy ăn nhiều thì lú, mà ngủ nhiều thì gì? Ngủ nhiều thì ngu. Mà dùng cái từ nhẹ hơn chút là ngủ nhiều thì mê. Đời người trong một gang tay, ai ham ngủ ngày? Ai nói được? Ai nói được có quà? Nãy không biết có mấy bộ sách nằm đó. Thôi bộ sách để thôi, để lát chiều cũng được. Là đời người trong một gang tay, ai ham ngủ ngày, còn lại nửa gang. Mà quý vị muốn sống nửa gang hay một gang? Một gang, đúng không? Thì cho nên quý vị chỉ ngủ đêm thôi, mà đừng có ngủ ngày. Thì với cái nhìn của Phật giáo, ngủ trong giáo lý nhà Phật, ngủ là nằm trong cái ngũ dục. Là gì quý vị? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Là ngủ là cái thứ năm trong cái ngũ dục. Mà cái ngũ dục là quý vị biết rồi, muốn hoài không đủ. Cho nên cái ngũ dục này rất là nguy hiểm. Về lãnh vực thiền định thì gọi ngũ là gì? Một trong năm ngũ cái, tức là che đậy, tham, sân, trạo cử, hôn trầm và nghi ngờ. Để một lát nữa quý vị nào nhớ những cái này á thì lát có thưởng. Hai pháp số rồi nghe quý vị. Nếu về lĩnh vực thiền định là ngũ cái là gì quý vị? Cái này không phải là đàn bà, không phải là nữ, mà cái là che đậy. Ngũ cái là gì? Là năm cái thứ mà che đậy làm trí tuệ mình lu mờ. Thì trong đó có tham, sân, trạo cử, hôn trầm và nghi ngờ. Cái hôn trầm đó là ngủ. Thì chú Hiếu đang nói nhưng mà cũng ráng nhìn thì coi có quý vị nào khen hay không mà chưa thấy. Thưa quý vị, còn về cái duy thức học thì coi cái ngủ là một cái pháp mà bất định, gọi là pháp bất định. Nghĩa là gì? Tức là không thiện mà cũng không ác. Nếu tất cả chúng ta ngủ đúng giờ, ngủ vừa đủ, có sức khỏe, cái đó là một pháp thiện. Cho nên ngủ không gọi là ác nha quý vị, là một pháp bất định. Nếu chúng ta sử dụng đúng, sử dụng đủ, thì cái đó gọi là pháp thiện. Còn nếu chúng ta nói nghe ngủ tốt mà nghe sao mà nghe nhầm, sao về ngủ cả ngày cả đêm, thì cái đó là gì? Trở thành pháp ác. Cho nên gọi là pháp bất định, theo cái duy thức học định nghĩa. Thì như vậy chúng ta hiểu được vấn đề ngủ trong cuộc sống rồi, thì chúng ta phải làm như thế nào để nó cho có ý nghĩa. Thì cuộc đời này quý vị ai cũng ham ngủ đúng không? Tất cả con người chúng ta ai cũng ham ngủ. Có ai không tham ngủ quý vị giơ tay thử. Vậy là tất cả chúng ta đều tham ngủ. Mà mình tham như thế nào cũng được. Ví dụ chúng ta, con người mình ngủ 8 tiếng, 7 tiếng thì có việc ngủ đủ. Mình tham nhưng mà tham đủ thôi. Tức là ít muốn mà biết đủ thì vẫn có ý nghĩa. Nhưng mà có những hạng người họ rất là ngủ ít, muốn ngủ nhưng mà ngủ không được. Thứ nhất là gì quý vị? Nhớ người yêu. Có không? Thất tình là ngủ không được. Tức là họ cứ nhớ người thất tình, nam nữ nhớ tình nhân thất tình. Ở đây quý vị có ai thất tình chưa? Chưa, vậy tốt. Thì chắc mà nếu có sinh viên thì chắc sẽ bị nhiều hơn. Tại quý vị có rồi nhưng mà quý vị không dám nói thôi đúng không? Tức là người nam nữ nhớ tình nhân là ngủ không được. Thứ hai là vua lo việc nước, lo lắng có những cái việc đại sự, ngủ không được. Đó là những người ngủ ít thôi. Còn hạng người thứ ba, quý vị nào biết được? Ăn trộm. Quý vị thấy ăn trộm tại sao ngủ không được? Tại vì lo canh để đi ăn trộm cho giờ đâu ngủ.
ban đêm lo canh để đi ăn trộm. Thì cho nên khó ngủ lắm, phải canh giờ để đi cho nó đúng. Tới cái nhà đó, cái giờ đó là cái bà chủ nhà bà sẽ đi ngủ, giờ đó bà chủ nhà bà sẽ đi ra khỏi nhà. Mình biết giờ nào mình phải canh đúng giờ để mình đến mình ăn trộm, cho nên cũng khó ngủ. Hạng người thứ tư mà không ngủ ít, tức là gì? Chúng ta ngủ mà nằm mơ quá nhiều, mình mộng quá nhiều, cho nên là ngủ không được. Ngủ ít, chúng ta vẫn ngủ, nhưng mà mình mơ nhiều quá, cho nên là không ngủ được bao nhiêu hết. Riêng cái hạng người thứ năm rất đặc biệt, tức là không phải không ngủ, nhưng mà tại vì sự tu tập, cho nên là hạn chế. Đó là chỉ cho các vị tỳ kheo, các vị xuất gia tu học, hoặc tất cả quý vị Phật tử chúng ta, vì cái sự nghiệp giải thoát, chúng ta muốn tu tập giải thoát, cho nên thay vì sáng nay chủ nhật quý vị ở nhà làm gì? Ngủ nướng. Chứ đơn tổ chức mình ở đây, mình tổ chức 6 giờ là quý vị mấy giờ phải dậy rồi? 5 giờ phải dậy rồi. Cho nên nếu mà ở nhà là hôm nay chủ nhật là ngủ nướng 8, 9, 10 giờ. Mà quý vị biết thức dậy để đến tu tập là quý vị thuộc hạng người thứ năm. Tức là dù muốn ngủ, dù thích ngủ, nhưng mà hạn chế bớt để tu tập. Cho nên quý vị đáng được tán dương. Thì mình nghĩ cái chuyện này nó dễ, nó đơn giản, nó ngủ nghỉ có gì đâu, nhưng mà nó rất là lợi, rất là tốt. Có những cái nguy hại như thế nào để chia sẻ quý vị biết, ngủ như thế nào để có lợi, ngủ như thế nào để có hại. Tại có những vị cũng nói rằng, dạ bạch sư là con cũng muốn tu lắm, nhưng mà cầm cuốn kinh lên là con gục. Quý vị có không? Dạ có, muốn tu lắm, rồi cầm kinh lên là con gục, rồi nghe tỳ chú sao là vừa nghe cái là con ngủ liền. Nhưng mà nghe em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời là thức liền. Thì cái đó là sao quý vị? Do nghiệp chướng mình còn nặng nề, mình chưa có duyên với Phật Pháp nhiều, cho nên đụng tới kinh điển là chúng ta ngủ. Thì những cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta ngủ, thứ nhất đó là trong Đức Phật đã nói rất rõ là do mình nói nhiều. Quý vị nói nhiều sẽ gây buồn ngủ. Cho nên khi mà quý vị có cái bệnh buồn ngủ, ở đây quý vị nào có bệnh buồn ngủ không? Có đúng không? Thì nói những nguyên nhân này ra quý vị thấy có đúng không? Đức Phật nói ra có đúng như cái giấc ngủ của quý vị không? Tức là thứ nhất là do mình nói nhiều. Nếu chúng ta nói nhiều thì sao quý vị? Nó làm mình mệt. Mệt rồi cái làm sao? Ngủ nhiều. Hoặc là, nhưng mà có những người mệt là ngủ không được, chứ không phải là mệt ngủ nhiều đâu. Tại mệt á, là quý vị sẽ ngủ nằm mơ. Cho nên nguyên nhân mà gây không ngủ được, gây ngủ nhiều là gì? Là do chúng ta nói nhiều quá rồi nó mệt. Nhưng mà ngủ như vậy, ngủ trong cái mê muội, ngủ trong cái không phải là chánh niệm tỉnh thức. Ngủ như vậy, ngủ nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe. Đức Phật ngày xưa, Ngài dạy chư tỳ kheo các thầy là chuyện gì đáng nói thì mới nói, còn chuyện gì không đáng nói thì không nên nói. Nhưng mà tất cả chúng ta thì sao quý vị? Chuyện gì cũng nói hết, cái gì cũng nói được hết. Ông bà mình cũng nhắc rồi, đời là phù du mà ngu là phù mỏ. Nhắc rồi nhưng mà mình không chịu học. Mình nói đủ thứ chuyện ai mình cũng xen vô hết. Mình biết đời là phù du, ngu là phù mỏ, nhưng mà chưa phù chưa sợ. Tức là khi nào mà mình cảm thấy là mình bị phù mỏ một lần, lúc đó mình mới rút kinh nghiệm. Cho nên người trí á, là họ ngăn ngừa trước, chứ họ không bao giờ để cho là khi mà có bị một cái chuyện gì đó họ mới thức tỉnh. Người có trí họ phải ngăn ngừa trước. Cho nên nguyên nhân mà gây cho quý vị ngủ nhiều, cái ngủ nhiều này là ngủ không tốt nha quý vị, chứ không phải là ngủ nhiều mà lợi. Thì nguyên nhân gây ngủ nhiều, thứ nhất đó là nói nhiều. Thứ hai là gì? Quý vị có bệnh gì quý vị nói thử. Tại sao quý vị ngủ nhiều biết không? Lo nghĩ nhiều. Có nhiều người lo nghĩ ngủ không được, nhưng mà cái lo nghĩ nhiều này tức là làm cho mình lao lực. Mình lo nhiều quá làm cho mình lao lực, rồi mình ngủ mà ngủ trong mê man, ngủ trong cái mộng tưởng. Ngủ như vậy nó không có tốt cho sức khỏe. Cái thứ ba đó là gì quý vị? Có quý vị nào nói thử nguyên nhân coi. Làm gì? Không có chuyện gì làm là ở không nhiều cũng buồn ngủ. Quý vị có thêm nguyên nhân mới rồi. Tức là ở không nhiều, không có việc gì hết cũng buồn ngủ. Rồi lao động nhiều thì sao quý vị?
lao động nhiều mệt ngủ. Thì những cái đó làm cho mình buồn ngủ nhiều lắm. Rồi cái kế tiếp nữa, những nguyên nhân mà làm cho mình buồn ngủ đó là gì? Giận nhiều. Đức Phật ngày xưa có những cái vị đệ tử của Đức Phật á, một người thầy hướng dẫn 5-6 đệ tử. Ai nói tới đệ tử mình thì thầy giận, mà ai nói tới thầy thì đệ tử giận. Thì thầy trò hướng dẫn tu riết cái khùng hết. Thì lúc đó Đức Phật biết được, Đức Phật biết được cái lý do đó, cho nên Ngài mới tìm tới. Tìm tới và Ngài mới dạy rằng một người nếu người ta dùng cái cưa, cho nên Đức Phật dạy bài kinh cái cưa đó quý vị, gọi là một bài kinh cái cưa. Nếu người ta dùng cái cưa mà cưa thân thể mình mà mình sân giận thì người đó chưa phải là người, chưa phải là người biết tu tập, là đáng tội, người đó đáng tội. Thì quý vị thấy Đức Phật ví dụ một người ta lấy cái cưa mà cưa lên thân thể mình còn không được sân nữa. Nếu mình sân là mình đáng tội. Nhưng mà có những người chưa cưa mình đã sân rồi. Có không quý vị? Rất là nhiều. Chỉ cần mà đi ngang tự nhiên thấy người ta nhìn, không biết nhìn ai mà cặp mắt nhìn hơi liếc liếc mình, nói cái tự nhiên mình cũng muốn sân lên. Mình nói tự nhiên thấy cái bà này vô duyên, tự nhiên bà sáng, bà thấy mình, bà cái mặt bà liếc liếc kỳ quá. Nhưng mà không biết người ta có phải liếc mình không. Nhưng mà té ra là ta bị lé, người ta liếc. Nhưng mà mình cũng sân vô cớ. Tức là chưa đụng, mình đã sân rồi. Cho nên rất là nguy hiểm. Thì kể quý vị nghe một cái vui này. Ở bên, ở chùa sư bên Mỹ á, lúc đó chỉ là một cái chỗ nhỏ thôi. Kế bên là người ta nuôi gà. Ngày nào nghe gà gáy hết, ở Mỹ nhưng mà có gà gáy. Thì hôm đó thì một con gà nó bay qua phía bên chùa. Cái có một sư còn nhỏ thôi. Thì cũng hơi tại vì nó qua là nó ỉa tùm lum, nó dơ quá. Cái sư mới lấy, muốn nổi sân lên đó, giận á, giận con gà mới lấy cái cây chọi nó. Con gà nó kêu làm sao quý vị? Cục cục, gà mái kêu làm sao? Cục 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 tác đúng không? Mà thì nó sư, một sư vị sư nhỏ lấy cái đá chọi nó thì nó cũng kêu cục 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 tác. Thì sư nghe làm sao, sư vô sư vị chú tiểu mới vô mét lại, nói sư phụ, nãy con nghe con gà nó chửi mình á là trọc 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 mà ác. Thì con nghe rõ ràng, nó con nghe mấy lần nó cũng kêu là trọc 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 mà ác, chứ không phải là cục 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 tác. Sao con mèo, con gà ở Mỹ nó kêu kỳ vậy sư phụ? Thì tại vì quý vị thấy sao, tại sao mà chú tiểu nghĩ ra cái ý tưởng đó? Tại vì cái lòng sân giận á, cái giận con gà, giận lên nó qua đây, nó qua chùa nó phá, nó làm dơ cái sân chùa, cho nên cái sân giận nổi lên, cho nên không còn trí nữa, không nghe được cái tiếng gà gáy đúng, cứ nghĩ nó chửi mình không. Cho nên quý vị may là quý vị đây có tóc thì không sao, không có sợ bị gà chửi. Cho nên mấy người không có tóc mà là nguy hiểm. Cho nên quý vị nếu không có tóc thì đừng nuôi gà nha. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái sân nó rất là nguy hiểm. Mình sân lên là mình không còn nhớ cái gì hết á. Mình cái mê mờ làm cho mình si, cho nên ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên Đức Phật mới nói rằng giận nhiều cũng làm mình ngủ, mà ngủ trong mỏi mệt đâu quý vị. Làm mình mệt mỏi, mình không có sáng suốt. Thì cái nguyên nhân nó gây ngủ là như vậy, là sân giận nhiều. Thì mỗi người chúng ta mình phải biết mình có những cái tật như thế nào. Thời Đức Phật còn ăn nhiều cũng là làm cho mình ngủ nữa. Quý vị nói sao? Vì căng da bụng thì gì? Thì trùng da mắt. Đó cho nên là ăn nhiều vô là kiếm chỗ ngủ à. Thì Hiếu cũng có mấy vị tài xế, mấy vị quen đó. Họ nói con lái xe là con không ăn được, cứ ăn vào là con không lái được. Tại ăn vào là con muốn kiếm một chỗ nào đó con ngủ cho say thôi, chứ còn con không làm. Quý vị ăn xong quý vị có tu nổi không? Không hả? Vậy thì nói các thầy trưa này khỏi cho quý vị ăn. Tức là nếu mình vẫn ăn, nhưng mà ăn vừa phải. Còn nếu mình ăn nhiều là sẽ bị cơn buồn ngủ nó kéo tới, là mình tu không được. Mà mình tu không được là rất là nguy hiểm, uổng cho cuộc đời tu của mình. Đời người chúng ta ngắn ngủi lắm quý vị. Có một cái câu chuyện rất là hay, rất là ý nghĩa.
lúc mà ông trời tạo ra con người và loài vật, nó là một cái dẫn dụ dân gian thôi quý vị, nhưng mà rất là ý nghĩa. Ông nắng, ông tạo ra một con chó và kêu con chó tới, nói ta cho ngươi sống 20 năm. Ngươi chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất, đó là ngồi canh cửa nhà. Thấy ai tới thì sủa, người lạ tới thì sủa, những cái kẻ xấu tới thì sủa. Chỉ có nhiệm vụ là ngồi canh cửa nhà. Thì con chó nó nói, 20 năm mà chỉ làm có một việc đó thôi hả? Thôi chán lắm, cho con 10 năm thôi. 10 năm con cho loài người, con không lấy, con lấy 10 năm thôi. Thì lúc đó ông trời đồng ý cho 10 năm. Còn mình được hưởng được 10 năm. Rồi tới phiên ông tạo ra con khỉ, ông mới kêu con khỉ tới, ta cho ngươi 20 năm. Ngươi chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất là múa ca, múa hót và làm trò hề cho thiên hạ, làm trò vui cho những người xung quanh 20 năm. Thì con khỉ nó chịu không quý vị? Nó cũng nói nhiều quá, 20 năm mà chỉ có một chóp và nhiều quá. Quý vị ở đây có mấy nghề? Nhiều khi chúng ta cũng 2-3 nghề mới đủ sống, mà nhiều khi làm này xong chán, kiếm qua cái khác làm. Thì con khỉ nó nói, có một việc duy nhất là chỉ ngồi làm trò vui cho thiên hạ, mà 20 năm dài quá, thôi con cũng xin 10 năm thôi, 10 năm cho con người. Rồi tới phiên con bò, ông tạo ra con bò, ông trời mới nói rằng là ta cho ngươi 60 năm, ngươi cày cuốc, làm nông, rồi sinh con đẻ cái, rồi là tạo ra sữa để nuôi sống cuộc sống này, cứ làm nhiệm vụ cày cuốc. Nó nói con làm lụng cực khổ mà cho con 60 năm thì nhiều quá, con chỉ cần 20 năm thôi, còn 40 năm thôi con cho loài người, con không lấy. Rồi tới phiên loài người tới, thì ông trời mới nói rằng là cho ngươi 20 năm, cho loài người được 20 năm ăn ngủ chơi, có người yêu, có sự nghiệp, sinh con đẻ cái, được 20 năm sung sướng, chỉ hưởng thụ, khỏi làm bất cứ gì hết, được 20 năm. Thì lúc đó con người nói làm sao quý vị biết không? Kiện lại liền, nói dạ đâu có được, nếu mà được hưởng thụ sung sướng vậy mà có 20 năm ít quá, cho con thêm đi, 20 năm ít quá. Thì lúc đó ông trời mới nói rằng vậy thì con chó nó cho thêm 10 năm, con bò cho thêm 10 năm, con khỉ cho thêm 10 năm, con bò cho 40 năm, con khỉ 10 năm, con chó 10 năm. Vậy là 80 năm cuộc đời, quý vị thấy đủ chưa? Quá chừng rồi phải không? Thì quý vị biết tại sao mà nói 80 năm không? Thứ nhất, 10 năm của 20 năm của con người, tức là chúng ta 80 năm, nhưng mà chúng ta chỉ sống được 20 năm sung sướng, tức là 20 năm đầu. Có bài hát gì 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, quý vị nhớ không? Cái này chắc bài này chắc ai cũng biết á. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. Thì trong 20 năm đầu đó là gì? Ba mẹ lo hết rồi, chỉ sinh ra ăn chơi đi học, có người yêu rồi dụ tiền cha mẹ xài thoải mái, cứ sống thoải mái không lo lắng gì cả, rất là sung sướng. Thì như vậy là quá sướng rồi, quý vị thấy không? 20 năm cuộc đời. Nhưng mà bắt đầu năm thứ 30, 10 năm của con gì? 40 năm của con gì? Của con bò. Bắt đầu 20 tuổi đi lấy chồng, lấy vợ, cày. Là tuổi con bò, con trâu đó. Là cày 40 năm là nhiêu? 60 năm về hưu. Ở đây mình bao nhiêu năm tuổi về hưu quý vị? 60 tuổi hoặc 65. Thì 40 năm cày giống như một con trâu con bò vậy, cực khổ suốt, để hy sinh vì con cháu, vì tất cả những người thân của mình. 40 năm trời là tuổi của con bò, con trâu. Rồi năm thứ 70, 10 năm tuổi con chó, là tuổi con khỉ, là làm gì quý vị? Giữ cháu. 70 tuổi bắt đầu, sáu mấy trở lên là bắt đầu cháu nội cháu ngoại gửi. Mình phải làm gì? Làm con nít, mình phải làm trò vui cho cháu mình vui. Cho nên 10 năm tuổi con khỉ là vậy đó. Cho nên quý vị giữ cháu, nói hôm nay mà đi tu mà con cháu nó đem tới, nó không dứt khoát, quý vị nói con phải trách nhiệm sinh con phải cứ lo đi, để cho mẹ cho ba đi tu, cho mẹ không thể làm con khỉ được. Quý vị phải nói như vậy đó. 10 năm
con khỉ, tức là gì, phải giữ cháu hết đứa này tới đứa khác, đứa lớn, đứa nhỏ. Mà giữ cháu là quý vị thấy, quý vị biết kinh nghiệm chắc luôn rồi. Phải làm cái gì đó cho con cháu mình nó vui, phải trò hề làm vui như con khỉ nhảy nhót cho vui. Dù tuổi lớn nhưng mà cũng phải làm để cho con cháu mình vui, cho cháu mình vui. Quý vị thấy đời người nó đâu có gì ngon lành đâu. Rồi 10 năm của con chó làm gì quý vị? 80 tuổi, 70, 80, hết giữ nổi rồi. Giữ cháu cũng nổi, chỉ ngồi coi nhà, đi ra đi vào, đóng cửa, giữ nhà, ngồi hẫm hiu. Con cháu nó bỏ đi hết rồi, ở nhà đóng cửa. Quý vị thấy cuộc đời con người nó 80 năm nghe vậy, nhưng mà mình nghĩ rằng chỉ có sung sướng được 20 thôi. Nhưng mà chúng ta có tu, chúng ta phải khác, quý vị ha. Chứ không phải cái đó là một cái dân gian họ đưa lên như vậy, nhưng mà một cái bài học, chúng ta có tu là mình phải khác, tức là mình phải biết thay đổi cuộc đời của mình. Thì ở đây chúng ta có nhiều phương pháp tu lắm. Thì hôm nay chú Hiếu chia sẻ quý vị cái phương pháp để mình chặn cái cơn buồn ngủ thôi. Chứ còn phương pháp tu thì quý vị học rất nhiều. Thiền, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, đủ thứ phương pháp. Nhưng mà để chỉ quý vị cái ngủ như thế nào cho phù hợp, để gì mình có thời gian mình tu, có thời gian mình chơi. Cũng mình cũng có làm khỉ, làm chó, làm bò, làm hết. Nhưng mà sao? Mình cho nó đúng thôi, vừa phải thôi. Chúng ta ngủ cũng vậy, vừa phải. Thì hồi nãy quý vị đã hiểu cái nguyên nhân của sự ngủ rồi. Thì bây giờ mình phải hiểu cái cách nào để mình chặn đứng những cái cơn buồn ngủ đó. Theo khoa học định nghĩa quý vị, là con người khi mà mình 30 tuổi trở xuống, cái tế bào da của mình á, nó cứ một tế bào nó cứ chết đi là tế bào khác sanh ra. Cho nên dù quý vị tắm sạch sẽ, quý vị tắm kỳ không dơ mà kỳ vẫn ra đất, đúng không? Thì cái đó không phải là đất, mà vì đó là những cái tế bào chết của da, nó chết. Cho nên mình kỳ thì nó ra những cái cục vậy đó. Quý vị nghĩ là mình ở dơ nhưng mà không phải. Cái tế bào da của mình nó sẵn, nó chết và nó sinh ra, nó liên tục như vậy. Nhưng về khối não của mình nữa quý vị, 30 tuổi trở xuống thì không sao, mà 30 tuổi trở lên là tế bào da nó. Nhưng mà con người chúng ta về cái não của mình, 30 tuổi trở lên là một ngày nó chết đi 50 vạn tế bào. Mà cái tế bào nó chết đi thì nó không bao giờ trở lại. Cho nên tại sao càng già mình càng gì? Quý vị dùng từ bình dân là càng già càng ngu hả? Đúng vậy, tức là càng già mình cả hai càng lẫn. Càng lẫn là vậy, là tại vì cái khoa học cũng chứng minh rõ ràng rồi. Từ 30 tuổi trở lên mỗi ngày 50 vạn tế bào nó chết. Thì khi nó chết đi thì nó không bao giờ nó trở lại. Cho nên nếu chúng ta một người có trí tuệ, quý vị thấy có những người tại sao họ già họ vẫn minh mẫn, đúng không? Có những người họ già họ rất là minh mẫn, họ rất là sáng suốt, họ rất là tỉnh táo, là tại vì có cái sự tu tập. Thay vì giờ này quý vị ngồi đây, còn có những người già cũng chưa chắc đã biết đến chùa. Chúng ta có một ngôi chùa vĩ đại như vậy, cái ơn đức trên Thượng Tọa Trụ Trì cũng như Chư Tăng đã hướng dẫn cho chúng ta có một cái buổi tu đầy ý nghĩa. Nhưng mà chưa chắc, có nhiều vị nói con rủ hoài mà bà không chịu đi, con có một cô bạn này suốt ngày cứ ở nhà coi phim kiếm hiệp, rồi ở nhà coi phim tình cảm rồi khóc lên khóc xuống, rồi ở nhà coi phim ma đủ thứ, ở nhà chỉ luyện như vậy thôi, là cái đầu óc mình nó mệt mỏi lắm cơ. Mà khi mệt mỏi thì nó làm mình buồn ngủ. Quý vị ngồi nghe pháp có buồn ngủ không? Đổi không khí cho quý vị một câu vọng cổ để quý vị tỉnh. Cái này một câu vọng cổ về chữ N. Chữ N không thôi nghe quý vị. Một câu ngắn thôi. Nàng ngọc nữ ngược ngang, ngang ngược nuốt 5000 nhi nhạnh nói ngang. Nô nê nàng nhảy nhót nhẹ nhàng, nguyện ngọc nữ nằm nhà ngơ ngẩn. Nguyện ngọc nam nhân nhường nhìn nàng ngọc nữ, như nhớ như nhung nàng ngọc nữ năm nào.
nhớ ngày nào ngọc nữ nương nấu nhà nam, nam nuôi nâng ngày này ngày nọ, nuôi nhiều ngày nên ngọc nữ nở nang. Nhiều năm nhung nhớ ngỡ ngàng, nam nằm ngẫm nghĩ ngâm ngồi nhớ nhung. Cái này chắc thấy quý vị ở đây ai cũng nở nang là chắc nhờ thượng tọa trụ trì cũng Phật tử các tăng chúng ở đây nuôi quý vị kỹ đúng không? Cho nên nuôi nhiều ngày nên Phật tử nở nang. À, quý vị tỉnh chưa? Ủa mà nãy giờ thấy đâu có thấy vị nào ngủ đâu. Tức là quý vị cũng giỏi. Tức là quý vị thấy rằng là cái vấn đề tu tập rất là quan trọng. Để mình gì? Mình làm cho cái thần kinh của mình nó khỏe, nó hướng về điều lành. Mình tích tụ những cái năng lượng lành vô cái não của mình quý vị, là quý vị ngủ nó an lành lắm. Còn mà suốt ngày mình cứ tích tụ cái gì sân, tham, sân, si, cãi lộn, chửi lộn là quý vị sẽ ngủ rất là mệt, sáng dậy nó mệt mỏi lắm. Quý vị thấy những người mà lo nghĩ nhiều, ngủ dậy nó mệt lắm. Còn mình phải tập cho cái não mình luôn luôn phải hoạt động. Quý vị đừng nghĩ rằng mình già rồi, thôi không cần suy nghĩ nhiều. Mình làm vậy cái đầu óc mình nó bị chai lì á. Cái rồi già mình lú lẫn. Cho nên quý vị phải tập cho cái não mình luôn luôn hoạt động. Quý vị đừng có lười. Cho nên lười biếng cũng làm cho mình ngủ nhiều nữa đó quý vị. Ngủ nướng đó, những người lười biếng đó, thức dậy thay vì sao? Ngồi dậy niệm Phật, hít thở thiền, nhảy xuống giường liền. Nhưng mà nhiều vị nằm nướng hoài. Đến khay khét tới cháy luôn còn chưa chịu xuống. Thì cho nên là cái đó làm cho mình cũng ngủ nhiều nữa. Cho nên hồi nãy giờ là chúng ta chia sẻ những cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta phải ngủ nhiều. Thì bây giờ những phương pháp để chúng ta thực hành. Thời Đức Phật còn tại thế, quý vị biết là có một vị tỳ kheo, có một vị tên là Ana Luật, là thánh đệ tử của Đức Phật. Là vị này là một con trai nhà quý tộc, tu hành rất là giỏi, là tốt, nhưng mà có một cái bệnh mới vào tu cho nên chưa có được học hỏi, mới vào cho nên còn ham ngủ. Cứ mỗi lần mà Đức Phật thuyết pháp là ngồi khen, cứ ngồi gục lên gục xuống khen, nói là Phật nói hay quá, Phật nói hay quá, cứ ngủ suốt à. Cho nên là khi ngủ như vậy Đức Phật thấy, Đức Phật mới kêu lại. Đức Phật mới nói rằng ông đi tu vì lý do gì? Thì vị này mới trả lời, Ngài Ana Luật mới trả lời, con đi tu là vì, thì con cũng cầu xuất gia, cầu giải thoát, sanh tử niết bàn. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng, ta thấy con hình như đi xuất gia để cầu ăn ngủ, cầu danh vọng. Nếu mà con nói cầu giải thoát, sanh tử, để được niết bàn giải thoát, tại sao con cứ xuất ngủ không, thì làm sao con giải thoát được? Thì Ngài Ana Luật khi nghe Đức Phật quở như vậy, cảm thấy hổ thẹn và về thức luôn, không bao giờ ngủ. Và quý vị biết, đêm xuống Ngài đi thiền hành, Ngài thiền ngồi, thiền đi, rồi tạo đủ cách mà Ngài không ngủ. Tại vì Ngài làm như vậy là, tại vì đã phát nguyện rồi, mà thời gian lâu đến nỗi mà bị nước mắt nó chảy suốt và nó sưng mắt luôn. Ở đây quý vị nào có bệnh này chưa? Ráng đến nỗi mà bị sưng cái mắt. Sưng mắt rồi thì cho gọi bác sĩ tới. Đức Phật cho tăng chúng gọi bác sĩ đến để lưng những cái vị y tới thì coi khám bệnh. Và các vị cũng khuyên là chỉ có ngủ đủ thì mới khỏe, con mắt mới khỏe lại. Nhưng mà Ngài Ana Luật vẫn không chịu. Con đã phát nguyện rồi thì con tu tập tới khi nào chứng quả A-la-hán thì con mới yên, mới thôi. Thì nhờ cái sự phát nguyện đó mãnh liệt cho nên Ngài đã chứng được quả A-la-hán. Nhưng mà đổi lại là bị hai con mắt mù. Nhưng mà Ngài không dùng nhìn bằng cái nhãn quan, mà Ngài nhìn bằng cái gì quý vị? Tức là nhãn thông, thiên nhãn thông. Ngài có cái nhìn về thiên nhãn. Ngài vẫn thấu suốt hết, vẫn thấy hết. Còn cái nhìn nhục nhãn của mình á, là mình còn hạn chế. Nếu ở đây có bức tường ngăn lại mình không thấy được. Nhưng mà Ngài chứng quả A-la-hán và thông suốt. Thì những cái phương pháp mà để có được
Chúng ta có được, chẳng đứng được những cái cơ buồn ngủ là từ ngày một kiền liên. Đức Phật một hôm đi ngang qua một cái động của ngài Mục Kiền Liên. Quý vị ở đây chắc được đi Ấn Độ hết rồi đúng không? Ủa chưa nữa hả? Nhưng mà cũng có rồi, có một số vị được đi. Thì khi mà đi ngang qua cái động, thấy ngài Mục Kiền Liên đang ngồi thiền, mà ngồi gục lên gục xuống, ngồi ngủ, thì Đức Phật mới gọi dậy. Đức Phật mới chỉ cho ngài Mục Kiền Liên những cái phương pháp để chặn đứng cơn buồn ngủ. Đức Phật mới nói rằng con hãy dùng cái phương pháp thứ nhất. Đó là gì? Quán tưởng lại những cái gì mà Đức Phật đã dạy, những cái giáo pháp Đức Phật đã dạy. Quán tưởng lại những cái điều đó để cho con tỉnh ngủ. Mà cái này mà đối với mình ngồi mình quán, quý vị làm sao? Là quán luôn, đó là đi luôn. Nhưng mà đó là những phương pháp ngài dạy. Phương pháp thứ nhất đó là gì? Quán nhớ lại những cái gì, những cái lời kinh Phật dạy.